Sao rồi? Cảm giác của mọi người sau khi nhận được thông báo dời lịch học sang ngày 16 tháng 3 thì như thế nào? Riêng bạn Blue thì rất là buồn. Nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với một chủ đề hot hơn, đó là một cái món mà đang rất là hot ở trên mạng hiện tại ngày qua, đó chính là bánh mì. Hả? Bánh mì là một cái món ăn rất quen thuộc với lại Việt Nam. Thật ra Trung Quốc, bạn mình nghĩ nha, là hầu như các bạn người Trung Quốc của bạn mình thì không ai thích ăn món này lắm, nhưng mà chúng ta cũng cần biết là món này ở trong tiếng Hoa thì nó tên là gì, đúng không? Bởi vì là ở Trung Quốc không có cái món này, chỉ có ở Việt Nam có thôi. Bánh mì là mèn bao, mèn bao ha. Chúng ta có thể dùng mèn bao để nói về bánh mì sandwich, bánh mì kẹp thịt, bánh mì ngọt. Nói chung đại khái là bánh mì là mèn bao. Còn bánh mì kẹp thịt thì chúng ta bọn mình không biết, nhưng mà ở trên mạng á, người ta hay nói là duê nán men bao hứa rô, bánh mì kẹp thịt duê nán men bao hứa rô. Tuy nhiên đó, là bọn mình nghĩ ha, mọi người chỉ gọi cái món này là món duê nán men bao thôi, chứ mọi người ít khi nào có thêm cái đuôi đằng sau lắm. Còn ổ bánh mì thì chúng ta sẽ dùng là men bao chuyền, men bao chuyền ha. Còn không biết tại sao hết. Rồi khám phá cái ổ bánh mì này. Ổ bánh mì này sẽ có món chả cá. Chả cá thì sẽ được gọi là trư dúy khoai, trư dúy khoai. Bánh mì Việt Nam ngon mà. Bây giờ lùm xùm cái chuyện ở trên mạng, có rất nhiều ý kiến trái chiều. Hy vọng là mọi người á tận dụng tiếp tục 16 ngày tiếp theo á ở nhà để học tiếng Hoa nha. Bạn mình không biết mọi người như nào, nhưng mà bạn mình trong thời gian không đi học ở trường thì bạn mình tự học. Tuy nhiên bạn mình không có học tiếng Hoa, bạn mình học tiếng Nhật, nhưng mà muốn chia sẻ với mọi người là mọi người có thể tận dụng cái thời gian rảnh ở nhà, chúng ta sẽ học những kiến thức mới. Như bọn mình là bọn mình tự học nè, từ lúc đầu không thuộc bằng chữ cái tiếng Nhật, bây giờ thì đã học thuộc bằng chữ cái tiếng Nhật rồi. Từ lúc không thể đếm được từ 1 tới 10, bây giờ đã biết viết và biết đếm được rồi. Từ lúc mà không có biết viết tất cả các câu chào hỏi trong tiếng Nhật, các câu cảm ơn, xin lỗi, tạm biệt, ngủ ngon này, đại khái là những câu chào bình thường hàng ngày, thì bây giờ đã nghe nói đọc viết rất là lưu loát những cái đó rồi. Nên là chúng ta không có nên bỏ phí cái khoảng thời gian mà chúng ta đang có để không phải học hành gì hết, tại vì chúng ta nghỉ quá lâu mà, cho nên chúng ta nên tập trung tự học. Chúng ta có thể học bất cứ một thứ gì chúng ta muốn, không nhất thiết phải là tiếng Hoa hoặc tiếng Nhật. Hy vọng là mọi người sẽ không bỏ uổng khoảng thời gian nghỉ học quá lâu này. Hẹn gặp lại mọi người trong 16 ngày nữa. Hy vọng là dịch corona nó sẽ không làm lùi tiếp tiến độ đi vào cuối tháng 3 ha. Bởi vì là bạn mình thấy là cái cuốn sách HK mới á, nó rất là khó, và nó có rất là nhiều thứ mà chúng ta cần phải học. Tại vì HK thì có vô vàn những thứ cần phải học mà. Thôi, chào tạm biệt mọi người nha. Và nhớ là hãy ăn thử bánh mì Việt Nam. Gì vậy? Duyên án men bao cho hắn hảo trư tờ. Xí quan nỉ mân rú của lại duyên án dầu chi huy. Nhưng cây dâu trắng sáng.